3 sút các bạn ơi. Giá 1 triệu. Đó. Còn máy này thực sự cần thiết luôn các bạn ạ. Nó mình nghĩ là nên có trong cốp xe máy của mỗi người luôn. Đặc biệt là với mình hay đi đường trường đấy các bạn ạ. Đấy. Hay đi đường trường lắm lúc là xe nó bị xì hơi ấy, hoặc là yếu hơi chẳng hạn. Lâu ngày không đi nó bị yếu hơi thì đi nó tốn xăng mà nó lại nguy hiểm nữa các bạn ạ. Rồi. Hướng dẫn sử dụng này được đóng trong cái túi này hay phết các bạn ơi. Này, thẻ bảo hành và mọi thứ hướng dẫn của Basus luôn. Thì Basus này nó là cái công ty gọi là sản xuất phụ kiện điện thoại đây. Đầu tiên về cái đánh giá cái chất lượng, cái cảm quan, cái cảm mỹ thuật của mình đánh giá cao cái con này các bạn ạ. Ủa sao nó nháy dữ vậy ta. Đó, đây Design by Basus này. Cho lấy khí vào và cái khí tản nhiệt các bạn nhé. Và cái dây của nó được uốn luôn ở trên đây các bạn ơi, rất là đẹp. Đó. Cái này để bơm bóng này, bơm xe đạp này, và đây là bơm xe máy. Ok. Đó, tí tiết sau này cái này nó có là bi-sai này, bơm xe đạp này, ba bơm xe máy này, bơm ô tô này, bơm bóng này. Đó, có đèn luôn. Và tăng giảm đây. Đấy. Ờ, tùy từ cái giá trị này các bạn, các bạn đọc ở trên cái lốp của nó, cái lốp của xe nhé các bạn nhé. Đó. Giờ mình sẽ tìm cách mình tháo thử cho xem bên trong có gì nhé. Design by Basus này, suất 45W, dung lượng pin 14,4W. Thông thường những cái vỏ bằng nhựa như này này tháo ra là nó sẽ biến mất thẩm mỹ ngay lập tức. Đó. Mình không có đồ dụng cụ tháo chuyên nghiệp. Nên là thôi, làm video cho các bạn đành chịu thôi. Mua cái này về thì để làm clip mà. Đấy. Nên là đành chịu. Bởi vì nó không tháo ra cho các bạn xem chi tiết, các bạn không tự đánh giá được thì nó kiểu không lòng tí. Đây, quạt tản nhiệt các bạn ạ, quạt tản nhiệt trước cái motor ấy này, bật thử đấy nhá. Đấy, trong cái motor nó quay cái máy nén, công suất nó cao mà, nên là nó cần tản nhiệt. À, nhiều bạn cứ hỏi đây là cái tô vít của Xiaomi nha các bạn nhé. Mình sẽ để liên kết trong phần mô tả. Thì bạn nào mua thì truy cập đó nhé. Cái bộ này giá 900.000. Mình dùng rất là ưng ý luôn. Để sở dĩ cái đầu này nó không bao giờ hết từ, cái đầu tô vít này nó không bao giờ nó hết từ nhé, là bởi vì trong những cái khay đỡ này này nó có từ trường rồi. Đấy. Trong những cái khay đỡ này nó có từ, nên lúc nào cái đầu tô vít của chúng ta nó cũng được nạp từ, nên là không bao giờ hết từ, không bao giờ lo chuyện hết từ. Cứ đặt vào cái là nó sẽ được nạp từ. Đấy. Kể ra cái bộ này rất là đáng để mua luôn. Mình dùng mấy tô vít toàn của Xiaomi hết. Đây. Bây giờ tháo ra đường nào ta? Khả năng là phải cậy xong bên là đẩy sang bên này đấy các bạn. Khó nhỉ. Khó ra phết đấy các bạn ạ. Đấy, nó ra được tí rồi đấy. Các bạn chờ mình chút nha. Mình bó tay các bạn ạ, không tháo được cái này ta. Đây các bạn có thể xem vết cậy của mình này. Tết hết cả giờ rồi nhưng mà không tài nào nó ra được các bạn ạ. Mình không hiểu là nó mắc ở đâu nữa. Đấy,
cậy từng chỗ một mà vẫn không ra được. Mình đem mình đập nát hết cả cái đằng này rồi mà vẫn không ra. Bó tay. Trong đây chắc chắn là có cái motor này này. Motor này này. Motor nén này. Và pin 3S. Hệ thống điều khiển này. Với cái màn hình này. Đấy. Bó tay đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp lại vào đi test cho bạn xem nhá. Rồi như vậy mình đã ráp xong rồi. Đấy. Giờ đem đi bơm thử nha các bạn nhá. Đây các bạn ơi. Đấy. Như các bạn có thể thấy là cái xe của mình đang bị bẹt lốp đúng không? Xe điện thoại này thì các bạn có thể để ý là ở trên cái lốp xe nó ghi là 280 kPa. Và 41 psi. Đây các bạn ạ. Thì cái thông số này rất là quan trọng nhé. Thì nghĩa là cái lốp xe này nó chịu được là 41 psi hoặc là 380 kPa. Thì bây giờ mình sẽ cài cho cái máy bơm này là giới hạn nó ở 41 psi. Thì khi mà nó bơm đủ đến 41 psi này thì cái máy nó sẽ dừng. Nếu như mà nó tiếp tục bơm á, thì khi đủ giới hạn rồi á và nó tiếp tục bơm thì nó rất là nguy hiểm. Ô, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là lắp vào và bơm để xem là bao nhiêu lâu thì cái lốp này nó sẽ đẩy. Ok chưa, 41 psi nhá. Và tiến hành bơm này, chuyển sang chế độ quay góc rộng nha. Đấy, 1 2 3. Đấy các bạn thấy chưa? Sau 3 phút 5 giây thì cái máy này nó đã bơm lên đến được là 41 kPa. Đó. Và cái xe này hiện tại khá là căng. Ok. Và cũng khá là khỏe đấy các bạn nhỉ. Không đến nỗi. Đó, thì các bạn lưu ý là trong quá trình bơm thì cái dây nó rất là nóng nha các bạn nhá. Cái đầu dây nó rất là nóng đấy. Cái này nó có cảm biến áp suất mà, nên là khi mà chúng ta bơm á thì nó sẽ cảm biến. Đó. Nó sẽ cảm biến cái áp suất lưu lượng bơm của chúng ta.
và nó sẽ cho ra một cái quả chính xác để chúng ta bơm nó an toàn. Nếu bơm tiếp tục bơm nữa thì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục bơm thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đó. Rồi, con này giá khoảng 1 triệu nha các bạn nhá. Mua trên mạng Good, liên kết trong phần mô tả. Thì tiếc cái hôm nay mình không thể tháo được cái này ra cho các bạn xem thôi. Trong nội thất như nào thôi. Bởi vì cái thiết kế của thằng Basus này nó ngang ngửa với lại cả Xiaomi. Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.